giới thiệu với các bạn, đây là cây Sean Lip Ice Sheer Color. Nếu mà thế hệ như của Hà ngày xưa là đều biết cái cây son này, còn bây giờ là son ở thị trường nhiều nên là các bạn sẽ có khi là không còn sử dụng cái thương hiệu này nữa. Nhân chữ sheer color có nghĩa là gì? Đây Hà ví dụ để các bạn hình dung nghĩa của chữ sheer trong tiếng Anh ha. Dài, hình dung cái sheer color của nó chưa? Rồi, nhưng mà mình vẫn muốn tìm hiểu về từ sheer có nghĩa là gì thì chúng ta bắt buộc phải tra từ điển, và đây là video số 11 trong chuỗi bài học về vocabulary in dictionary. Đối với tất cả những bạn học tiếng Anh thì cái phương pháp mà để cho chúng ta có thể nhanh giỏi tiếng Anh nhất không có phải là học nghe mà chính là học đọc tiếng Anh bạn ha. Học đọc tiếng Anh á, nó sẽ giúp các bạn phát triển rất đầy đủ tất cả các cái kỹ năng ở trong tiếng Anh và trong tiếng Việt cũng vậy, các bạn càng đọc nhiều các bạn càng giỏi ha. Cái chuỗi bài học về vocabulary in dictionary Hà có giới thiệu với các bạn, cứ mỗi video Hà giới thiệu một ít, rằng là nó vừa giúp cho các bạn nắm rất chắc cái từ đó mà vừa giúp cho các bạn rất là hoàn thiện cái khả năng học sử dụng tiếng Anh của mình ha. Và Hà không để các bạn đợi lâu thì Hà đi vô nội dung luôn. Cái link ở trên màn hình sẽ giúp các bạn đưa các bạn đến cái dữ liệu Hà soạn cho các bạn. Dữ liệu này các bạn không có thấy ai soạn cho các bạn như vậy đâu, chỉ là Hà hiểu rằng là cái nào sẽ tốt cho người học tiếng Anh thì Hà sẽ chuẩn bị đầy đủ cho các bạn. Có cả cái video mà Hà nói lên âm thanh và Hà cho cái khẩu hình miệng thì các bạn cũng rất là hữu ích cho các bạn học luôn ha. Rồi đầu tiên chữ sheer viết là S. Xin lỗi nha, viết là S. Chữ S đọc là như vậy, S-H-E-E-R. Rồi người Việt của mình á, mình nghe nói cái văn hóa là rất là cần cù, chịu thương, chịu khó gì đó. Nhưng mà mình thấy số người chịu thương, chịu khó, cần cù, siêng năng, chăm chỉ, nhẫn nại trong cái việc học thì nó hơi ít. Mình không biết nữa, mình không biết cái khó khăn của việc học là cái gì trong tâm trí của các bạn. Còn trong cái mình thì cái kiểu nó là khác, mình hiểu. Nhưng mà trong tâm trí của các bạn, trong cái cảm giác của các bạn thì nó sẽ là một cái cảm giác khác. Nhưng mà càng ngày á, các bạn càng đọc nhiều cái tài liệu hay thì các bạn, Hà đảm bảo với các bạn đó là về gương mặt của các bạn sẽ có sự thay đổi. Nó không thay đổi theo hướng sáng lên kiểu là trắng da, nhưng mà nó sẽ thay đổi theo cái hướng là nhìn rất là thông minh và cuốn hút. Hà tin rằng là Hà quan sát nhiều người, Hà quan sát nhiều người, những đứa trẻ nữa, những đứa trẻ mà học nhiều càng ngày thì cái gương mặt của nó càng thông minh lên. Nên là Hà hy vọng là các bạn càng ngày càng học giỏi. Thì SH trong tiếng Anh đọc là sờ này, các bạn đọc chưa quen thì các bạn bóp cái mỏ lại, nó là như vậy. Rồi nếu mà mình quen rồi thì mình chủ động, nhưng mà mình không quen thì cho quen. Còn hai sờ khác nhau đúng không, và đơn giản là âm ear, ear, e, e, ờ, ear, ear. Thì trong tiếng Anh thì đó là nguyên âm đôi ear. Nên chữ sheer nó đơn giản chỉ là âm và âm ear thôi, đọc là sheer. Và sheer này nếu như các bạn tra từ điển á, thì các bạn sẽ biết là các bạn sẽ đi lấy đọc cái tính từ. Nhưng mà nếu mà cái từ đó nó có một hai từ loại thì bạn phải rất là khó khăn để mà bạn biết là sheer
Thơ là thì chữ siêu từ loại là gì, ý là nói là như vậy, nên chúng ta rảnh chúng ta cũng đọc cái sách ngữ pháp một chút xíu ha, đọc nói chung thì các cái kỹ năng các bạn phải trau dồi cùng một lúc nó sẽ bổ trợ cho nhau ha. Đọc grammar thì các bạn cũng phải, nói chung tiếng Anh đầu tiên các bạn phải học pronunciation trước ha, pronunciation học trước, biết đọc tiếng Anh trước, sau đó là mình học ngữ pháp, thì học ngữ pháp sẵn mình đọc tiếng Anh luôn, nên là sách ngữ pháp sau này mà Hà soạn cho các bạn là Hà soạn tiếng Anh và phiên âm, thì các bạn đọc bằng tiếng Anh nó hay hơn ha. Rồi here có bốn trường nghĩa thứ nhất only before now. Các bạn coi những cái video trước đó các bạn sẽ được nghe Hà giới thiệu một chút xíu về tính từ, thì cái cách dùng của tính từ có 1 2 3 4 cách dùng gì đó, thì cái nghĩa này chỉ dùng khi mà nó đứng trước cái now thôi ha. Used to emphasize the size, degree or amount of something. Như vậy thì cái chữ share này nó không có nghĩa, mà nó chỉ nhấn mạnh thôi. Nó nhấn mạnh về kích thước, về mức độ, về số lượng của cái danh từ đứng sau nó. Câu ví dụ: the area. Các bạn đọc vậy đó, the area, nhưng mà nó là the area is on the right from the sheer number of tourists using it. Thì chữ number of tourists thì number of chữ 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 sheer trường nghĩa thứ nhất, nó nhấn cái chữ number đó là nhấn nhiều lên, thay vì number thì nó nhấn là tức là rất nhiều. Trường nghĩa thứ hai là complete and not miss with anything else. Trường nghĩa này có nghĩa là nó nhấn mạnh cái tính là toàn vẹn đó. Ví dụ the concert was sheer delight. Cái buổi hòa nhạc thì thú vị, nhưng mà share share thêm vô thì nó cảm giác như là thú vị trọn vẹn đó bạn. Nghĩa trường nghĩa thứ ba là very safe, có nghĩa là rất là dốc. Và câu ví dụ là outside there was a hilltop down to the sea below. Outside there was a hilltop. Là cái cây dốc đó nó dốc á, nó thẳng đứng á, đặt chữ sheer đằng trước cái drop đó, thì nó nhấn cái độ dốc cao ha, độ dốc mà nó dốc nhiều á. Trường nghĩa thứ tư của chữ sheer là thin, light and almost transparent. Có nghĩa là mỏng nhẹ và gần như là trong suốt không có thấy. Đó thì bạn nghĩ rằng sheer color trong trường hợp này có nghĩa là gì? Chữ sheer mình lấy cái trường nghĩa nào để mình dịch? Có phải mình lấy trường nghĩa số 4 để mình dịch không? Trường nghĩa số 4 là thin, light and almost transparent, tức là một cái lớp cái màu son mà nó mỏng và nó gần như là trong suốt đó, bạn thấy chưa? Như vậy thì qua cái video này và qua cái từ này, Hà muốn cho các bạn hiểu là trong tiếng Anh một từ nó có thể có nhiều trường nghĩa, và những trường nghĩa này có khi nó hơi hao hao giống nhau, nhưng có khi nó không giống nhau, nên là chúng ta muốn tìm hiểu cái nghĩa của cái từ đó thì chúng ta phải đọc hết tất cả các trường nghĩa của cái từ đó, và thế nào thì mình cũng thấy ra cái nghĩa của cái từ đó thôi ha. Nó là như vậy. Và bạn đọc nhiều thì bạn sẽ thấy rằng là từ này bạn không biết nghĩa, rồi thì bạn tra từ điển ha, nhưng mà từ điển Anh thôi. Đó chính là cái lý do mà Hà sẽ làm một cái dữ liệu rất lớn để hỗ trợ cho các bạn về Vocabulary English and Bye bye.